็ดิ้นนั่นติดไปเลยถ้าคนสาบนึกถึงแฟนได้ไหมนึกแฟนตัวนึกถึงแฟนตัวกันมันช้ำสองใบเดือมาไหมเยอะเดือชาเชิดเลยสาบดิเราคงออนสาบดิโอ้เชียร์ดาเลยต้องจอดจับน้ำเด็กก็ได้เทลกรุ๊ปต้องจอดจับน้ำตัวสายร้อยตัวจะเสร็จโดตาเชยอัดอยู่เอ้ยอัดมันน้อยหรอกจะเชยเขาก็เป็นยูสกินเนี่ยเทปอะไรเนี่ยน่าเอาอยู่สิก็เป็นยูสกินไว้เป็นยูสกินไว้รู้วะโย่เดี๋ยวชอบชิ้นขอยาชิ้นเจ๊ชิ้นเดี๋ยวจะเจ๊เจ๊ยาก่อนนายวิบัวเจ๊กับเจ๊ตอนเจ๊จะคุยเพชรจะวนเขาเนี่ยชอบคนในก็ตื่นเยอะคนในเยอะก็ตื่นอยู่ไว้เราก็ไม่เชิงอะไรเลยคนนี้แขวะเป็นลีนเลยอยู่ไปเงินนี่พอแล้วไว้ไอ้เชิงไหนยังแซงเลยไล่ใช้ไล่ยังเราจะใช้ไล่ยังได้แล้วบริษัทไล่เดี๋ยวเช็ดเดี๋ยวจะใช้ไล่อยู่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวซัฟโฟร์ซัฟเช็ดคนไหนเด้อเอากำจะบินซังเอาไปเลยเชื่อเลยสั่งเลยเชื่อเลยยูทัศน์แม่คนนี้ชุ่มสมดุลอ่ะยูทัศน์เดี๋ยวก่อนจะดิวเหรอแล้วก็นินจาก็แต่งบุญยัดแม่ด้วยเนี่ยก็ได้ให้ก็ได้เกิดกิ๊กดังยัดด้วยต้องมี2 con con zone chết rồi bị tôi đánh 2 con đúng không? Xong 2 con thắt ở xa bắn để chết.เดี๋ยวป้าบ้าว่าจะสไตล์แบบนี้เดี๋ยวไปเช้าเดี๋ยวจะสไตล์แต่ร่างตอนเฮ้ยมาเลยตอนเจ๊คุ้มเนื้อเนื้อไปเชยองเจ้าหน่อยแกองเนี้ยองที่กำลังเชยเชยtôi tưởng không chơi ấy đấy hiện trường á chơi quen cứ chơi từ test lại mấy con mới nào về nào tôi mở mới skin bọn nó thành con mới được đâu tôi tưởng không chơi con gì à con
kiếm đi. Đi để tí nữa vào sau chơi. Đang tự thấy con này skin vẻ hay hay đang chơi được. Con nó có rồi con không mẹ hên xui rồi. Kiểu đi lên cao khó mãi. Hên xui. Không có skin để đi bay lên cao ấy. Hên xui. Không phải con nào khó đâu, nhưng hên xui hết. Con này thì không phải có mấy cái skin chủ động nhau thôi. Bắt đầu có ít đồ ra chỗ tôi mà đổi đồ này tao này. Lấy mấy tăng tốc chạy đi cho dễ. Áo đồ về kia mà đổi. Tôi tìm thấy rồi này. Thôi đừng lấy đồ thì lấy ít đồ ạ. Giờ cháu tí đồ rồi mẹ lấy được mẹ. Bây giờ đúng không? Thì cao là lại mua anti ở đỉnh này. Không anti hoặc. Tại sao có mấy cái đồ để nó cái gì cao mà có cái không phải giờ ấy, mấy cái đấy đồ có đồ mà. Không phải cần hết đồ đâu. Còn đây là chưa nhìn cái hòm nào đây. Tớ có 2 đồ đấy, có phát gì không không? Tôi cũng có đồ à. Mỗi cờ ấy. Ồ, đồ xanh ngon. À đây. Nào tôi tân này. Nào tôi cho cái cơ, tôi cho cái kia để cho di chuyển nhé. Đây cho tôi. Có giết quái chi vào dưới bao nhiêu trăm máu đấy. Ra nhanh lên nào. Tao đi ra để đồ khác rồi, tôi chặn đỡ chồng rồi. Ra nhanh lên Tân ơi. Ra mẹ đi bỏ qua quái đi luôn, mẹ đi mẹ tôi đi, tôi đi chỗ khác mẹ. Đó là ngồi chung nhông. Lâu mới lì đứng đứng ngồi trông đi thì đánh được quái kia. Từ dưới nhảy lên đây này. Đâu? Ra đây. Thì cái lá đây không? Ăn này này.
Đấy, ăn đi. Đèn nữa gì. Các bạn mình đã hai đồ xanh luôn rồi. Tên thật. Bỏ họp đồ con đi để chơi anh em tí nhá. Con chẳng biết đồ đồ ngon. Chơi sao biết, đừng mở với cái rôn vội. Đừng mở với rôn. Rôn bắt đầu mở tốn tiền á. Rẻ mà có ba mấy đồng mà. Ở đồng một hòm rồi. Thôi các bạn mình bảo chả thấy hòm nào, đi chỗ nào thì các bạn mình đã mở hòm hết rồi. Hai cái hòm à, không phải hai hòm. Và này ít đồ nhỉ. Em mình không tìm thấy nhỉ. Quay lả lướt với cái này. Ra tìm được đồ nữa không thì nữa thôi thì chả biết chưa đi hết sao đấy, có mao đâu nên nhớ chơi mà nhớ rồi cả tân này đổi lấy đổi ông đổi cái cờ ông ra chỗ tôi ra chỗ vừa nãy cái chỗ ông nhớ chỗ vừa nãy không cái chỗ mà tôi vừa lấy cái lông ấy trong cái lông ấy đổi lấy đổi cái cờ lấy một cái bóng đấy. Cái máu nó chạy nhanh ấy. Đấy, cái đấy quan trọng, cái đấy quan trọng là đi map nhất là tiện hơn. Cái cờ không ngon lắm đâu. Cờ điểm gì nhỉ? Cờ lên level nó cắm cái nó boost start đâu rồi. Khi level nó cắm cái cờ rồi nó boost start đâu rồi. Lúc đánh nhau ở tại chỗ rồi. Không ngon lắm đâu. Ra chỗ tôi này, lại tôi đổi cái kia này, đổi cái bóng này. Tôi mở cổng. Ok. Để tí nào. Đấy, hiểu nhân phẩm thấp nữa lì. Tân ơi, ra thử cái nhân phẩm bắt cái cuối ông ơi. Có tiền không? Có tiền không? Có tiền không? Ra test thử nhân phẩm này. Ông, ra đây test thử nhân phẩm bắt mẹ ông ngồi bụng lắc. Tôi nếu có lắc, mẹ nó lì. Đây rồi. Đâu? Đây cái thứ băng của ông ấy là khi phải nó dưới bao nhiêu trăm máu nó tự ông chết đấy. Ờ
Hãy thử bỏ cái dưa thử em. Kéo được cái gì? Đổi này, đổi này này. Tân này, đổi một cái lấy cái móng này. Đấy, để tôi lấy cái móng này xong rồi, một cái móng này. Xong rồi thử cái dưa nữa em. Cái gì không? Có, đây, để cái tapu đéo chẳng. Đấy, ngon, giết được được cái barrier. Thôi đi nhá. Đúng rồi, đi thẳng đi. Thẳng là tới đấy. Bây giờ tôi thấy rồi mà. Mở luôn nhá. Ờ, trên đầu mà. Bay trên đầu mà. Bây giờ bay hơi chậm. Nhanh. Là rõ. Chết mẹ. Để đưa vào đồ. Tôi nhất kia cái nào mà. Đấy. Nó nhầm cái đấy, nhầm cái đấy. Nhầm cái đấy. Đó rồi. Hai đồ thôi mà, mỗi thằng một cái. Đây đi luôn rồi. Đứng đây rồi đi luôn rồi. Tiền mình còn lại là cho là XP ấy. Cái tiền mình ấy, lấy cái tiền ấy. Nếu mà không tiêu cho là nó cái kiểu. Ấn mở đây luôn này, mở đây luôn này. Thế thủ quá chưa ra, ấn luôn đi Tân ơi. Mà lấy máu, đông đổi máu, lấy tiền. Thế thủ mấy con rôn hồi máu trình dục luôn đi. Nhưng mà nhớ là... Con rôn đúng rồi. Rôn á, đấy là con rôn đổi. Con rôn đúng rồi. Đã hiểu. Đừng 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 chết đi nhá. Đừng đứng vẩn đấy. Nó máu tối đa đấy, nhưng mà máu hiện tại đâu mày. Đầy máu mẹ ẩn. Con không đéo rồi mày. Con rồi tôi đâu có tôi đi mày hay nhở. Tôi gần chết mẹ rồi. Điên là chết rồi. Tôi cơ mà, tôi gần chết mẹ rồi. Lại đổi máu kìa. Máu phát nữa kìa Tân kìa. Kiểu đi tiền. Của tôi mà. Của tôi mẹ tôi mở, của tôi mua thì mở ông ơi. Nó cần cầm một cái chìa khóa ông ơi mẹ. Ông có bắt đồng đi đồng nào đâu mẹ. Tôi bỏ tiền tôi mua cái chìa khóa để tôi mở đi ông ơi. Nhận vợ đấy không hiểu. Tôi cho một cái lông gì nữa mẹ cho lại thì sao đâu. Keo. Mẹ tôi giữ không hẳn cái lông để đợi đợi ông nhá. Ngon cái này ngon đấy. À đây đây đúng rồi. Mất đi đúng ra vậy.
thấy luôn rồi. Cái cửa nhớ đấy tí đi. Mà này rộng ghê, kiểu đi kiếm tí đồ đây. Đây hết thần đi đụng đi. Toàn đồ trắng không à? Đồ trắng thì món ngon đấy. Không phải cái đồ xanh là ngon đâu. Đồ trắng nhiều cái skin cũng ngon lắm mà. Ông phải đọc kỹ skin được cơ. Ông nhìn cái kính của tôi không? Ông nhìn con tôi có cái kính không? Con đấy cộng crit dam đấy mẹ. Con kính cộng crit dam ấy là chả không ngon. Không phải đồ trắng là lởm đâu. Nếu mà đồ trắng là độ thông dụng là có hay gặp, có dễ gặp hay không thôi. Nhưng mà cứ kiểu cứ con đẹp đồ trắng là lởm đâu. Trắng nhiều cái ngon vẫn đi. Con này phải tụ trên đấy, bắn thường ấy, mệt vãi. Ngon. Ôi, cái này giờ có mẹ gì vậy? Hết đường luôn ạ, bật quay lại. Cái sai combat ra rồi. Cái mở mẹ cái sai combat rồi. Ok, đã xong rồi. Giết quá nhanh lên để tôi lấy tiền. Chơi luôn quen thì mẹ có đồ đấy rồi, nó đọc để ý cái attribution rồi đấy. Tiền. Cảm giác nó đi lên vòng một vòng nữa rồi. Đi một vòng mình mở đồ thôi mà. Đi lần quay chút. Thì map này nó là cả map nó là kiểu nó bò nó.
Thế thật. Có đâu mà Healing Roll hay Runner Roll này à? Runner Roll này. Còn lại chỗ. Không, nó đi cho tôi mà. Runner Roll thì kiếm cái Healing Roll là chính thôi, Runner Roll bỏ là. Thôi mở hòm đi. Đi cả phá đấy, mở hòm nhé. Đi. Đâu ngon. Đi á. Có đi chưa? Bắt đầu ít mà. Ở chỗ nào nhỉ? Tao pick này, tao pick này. Bảo chạy có pick này, ông biết chỗ kìa không? Biết chỗ anh em đi đâu? Biết, chẳng nhớ ở đâu nữa. Nhớ bằng máng, à, đây đây đây. Đây. Pick rồi, đây. Đang tới. Rồi đúng không nào? Hớp hòm này. Mở đấy. Ở đây chưa em chưa đi rồi, em hỏng lên. Đâu? Ủa, hai hỏng sao? Lấy đồ rồi. Cái kia chưa một cái à? Điều rồi. Đi nhá. Chết cả zero đấy. Ủa tận ba con liền mà. À guitar này. Tôi lấy guitar cho ông lấy cái còn lại đi. Địt mẹ. Thôi tôi lấy kia. Ủa lên hồn. Tôi không đánh đéo đâu mẹ. Đánh từ từ, nhặt đồ nhặt từ từ thôi. Cái đồ này phải thăm nhiều nhiều nhặt đâu. Đâu thấy cạnh vượt mình. Ông lấy kia ngon hơn con kia gọi đuổi ông ngon mẹ tìm ra mẹ. Cái đạn tôi đánh nhanh tôi cần cái đấy mẹ tôi bắn nhiều đâu bùa tôi ở bùa set của ta ấy. Không cần mẹ thì cái đàn đàn guitar. Sau cái đàn guitar thì thôi. Thế. Đàn guitar cơ mà. Đàn guitar là bản thân set chứ mẹ ngồi skin đéo đâu. Xịn đấy không?
nhiều đồ ấy, chẳng có con quái nào ấy. Tập kéo nhiều quái ạ. Chúng ta lời. Bao nhiêu máu vậy? Bao nhiêu? Trăm hả? Nó chắc phải đăng. Thừa tiền thì ra chỗ tôi này có một đống cái nhân phẩm này. Còn thừa tiền vào đây để cho test nhân phẩm. Trời. Một vết linh cái gì ấy? Nhân phẩm. Cái ngon vết, cái này ngon đấy. Ngon. Ông mày là cái súng của tôi đấy, mày là cái súng của tôi đấy. Cái vết giúp gì nhỉ? Để xem nào. Cái súng ấy tôi đổi xong. Đây là ra cổng TD kiểu của bé này. Ông còn ông lấy cái này, có quả trứng này. Bỏ quả trứng lại này.
Sao? Tôi lấy cổ súng con ớt. Vật chính ngon này. Không, lấy cái con teleport này, nó teleport này. Ông cần cái teleport ông mới cần chứ mẹ. Ông cần cái khu di chuyển cho tôi, con tôi di chuyển cần làm gì? Ông chả thiếu cái gì phải lấy cái đấy chứ mẹ. Ông cần cái lửa tên lửa tôi bắn tất cả nào lực thì ông cần di chuyển chứ. Câu hỏa lực thiếu đéo thì toàn skill bắn nhau rồi. Cho cái di chuyển con đạo nó biết vì ông cần được lên chỗ cao cao là cần được gì ấy. Lên cao thôi tôi lên được. Để đi chậm phải không? Cần Vulcanic X cũng gây đam mà. Không gây đam đâu. Ok, cái gì cũng được không? Cái con cầm nó giống kiểu cái cái đấy cũng là đam, cái đấy là đam. Nhưng tôi không cần cái Vulcanic X lắm. Đi ra đây đi. Đứng được rồi. Mở nhá, tận nhá. Ở đâu chẳng đưa ra. Đây. Ra đây mở nhá, tôi nghe gần đấy. Mở đây. Mở đấy. Cái lưỡi này. Mở đấy. Chào bạn ơi. Đúng không? Vậy nhỉ? Không, xa cho nó máu. Tại ông nhiều boss, ông nhiều drone quá nó nhận thế. Có một con nữa à? Hai con mẹ. Tận nơi ông mở nhập cái strike combat đúng không? Ở cái strike combat rồi. Không, cái strike combat ông mở vào thì nó sẽ gây ra hai con boss, là gây ra hai boss thêm 1. Nhà đồ cũng được gấp đôi. Đau nó nhiều máu kìa. Mẹ ông nhiều kia quá nó hút máu khỏe vậy lìn. Chết rồi. Lấy đồ kìa. Nếu mày hòm đâu đấy là được đéo đâu được. Hòm. Có hòm giúp gì ấy? Đây. Cái xanh xanh này, cái đùm bà ấy. Hello mẹ, cái đấy. Cái đấy ngon ngon chứ. Cái ngon tươi hơn mẹ. Đi. Hòm này. Từ. Bộ rồi. Ôi hòm này. Bộ rồi. Ai.
đeo còn đúng đôn đồng hồi máu nhông ấy. Kìa, ông chết rồi kìa. Rồi mẹ tôi khả năng xin sự vật mà. Chết tôi gọi con mới. Ba con heo linh nhiệt. Cuồng máu đi cuồng quá. Vẫn chết ở đây được chủ quan. Sắp đàn cũng chết rồi. Ờ, vẫn chết được chủ quan. Là đồ xanh ấy, xịn ấy. Đổi đồ xanh khác quá. Đưa cái lở mấy mày. Đổi vào đâu. Đồ xanh đổi đấy, cẩn thận đấy mày, đồ xanh ngon thì được đổi mày. Tăng tung rồi. Có đọc thông số đâu. Đấy. Có đọc thông số khi mà đi đổi đâu. Không, nó chưa khen gì đâu, biết thông số là gì đấy. Không biết là cái gì đâu, khi đổi. Đấy ngon đấy. Ơ, cái đồ equip của tôi đâu mất rồi nhỉ? Đồ lắp hay không lắp một con robot rồi? Thế là nó còn gì robot rồi à? Dạ biết. Ờ, có robot không kìa? Quá sẵn thế. Không, số con robot cần cái đấy mà. Tôi tự lắp à? Ờ, ông ấn bừa lung tung và kéo đọc của mẹ nó không thể nó ghi chữ bỏ một cái mình đi à? Đọc. Kéo đọc thì chết thôi, thôi khóc lóc gì nữa rồi. Thôi thì cái thú khác vậy. Thảo một cái là lạc không kia mày bay bay được mình đi. Không phải lời. Ôi, tôi lấy 4 heo linh cơ mà, sao bây giờ không được có... Nó vỡ dần mà. Nó có chết, nó có chết. Nó có chết được. Hiểu không? Nó có chết, nó có vỡ ra được, nó chết đấy. Chết hay là chỉ được cầm đường đấy thôi. Không phải, bao nhiêu đường nhưng mà để nó có chết, hiểu không? Bây giờ thấy con tụt máu nó có chết nhỉ? Tại nó có thể vẫn bị bắn vẫn nổ, hiểu không? Nó bị gác bắn nổ. Nó roll thì nó sẽ khó bị bắn trúng hơn, nhưng mà nó ăn đến cái nào đi ra, nó bây giờ chết oan mất. Không, nhập. Quá. Đi đánh hai cái boss nha, thật nha, thật nha. Sợ đéo. Cứ mạnh rồi. Anh đi rồi nhá. Cút này, không có một nữa đâu. Yeah. Cái này đã cút rồi này. Đừng quái thế. Cái cút này cũng như vậy. Rồi, đừng buồn lắm. Nhìn thấy không rồi. Thế rồi, tôi bình thấy rồi mà.
thật nhá. Chưa. Quay đi để tôi tân này. Đâu chẳng cần cái đấy. Đã đông theo chác mà, mẹ con đã đông theo chác mà còn thêm có nhanh hay không thì cũng thế thôi, không phải đợi dân gạt đào mà. Thì cái đấy, cái tôi quan trọng cái đấy để cho tôi. Không biết mình làm gì đâu. Chỉ bao là sau thấy cái đấy để thôi, thế thì cái mũi tên cái đấy để thôi. Chứ sau để lại nhận để dường lại cho, để đổi đồ gì cái đớp đâu. Cái mũi tiêm Alex Speed đúng không? Cái đấy tôi cần. Còn mấy cái mà tăng kiểu mấy cái tăng skin chat không thì tôi để lại cho. Sao tôi nhanh vậy? Ông gì có cái bóng ấy, ông có càng nhiều cái bóng chân thì ông càng chạy nhanh. Ba bóng chân. Thế, càng nhiều bóng thì càng chạy nhanh. Cái hút đúng không? Cái bột hút ấy. Bot rồi à? Ông mở bot, ông mở bot ra. Ông mở được không? Không phải rồi. Tôi giận một ngày ông mở ra. Để đánh bot này, bot này các bạn ơi. Rồi Tân ơi, tôi cần ông. Trên đầu ông này. Này nghe. Không quay trên đầu rồi. Thế là được đồ ra. Làm cả cái đầu. Tôi xuống đất mấy đâu. Đây mình kìa. Phải đưa nhau đâu, hết skin đéo rồi. Giáp đi, giáp. Quay bắn đâu không? Mà có tập rồi rồi. Tôi chết mẹ rồi. Thế là của bát thì thừa máu đó. Thế là của bát không có nhanh cái tim. Đánh nó đi Tân. Đánh mẹ một cái này. Đánh nó đi mẹ. Đánh một cái này này. Đánh rồi có dùng tí nào đâu. Với ông dừng đi hồi máu, tôi có dừng hồi máu rồi đâu. Tôi chỉ cao có thằng này tôi đánh tôi mới đâu. Chẳng lẽ lạc cũng quay rắn mất rồi. Nó chết rồi. Chết rồi. Chỗ vậy lúa. Đồ đâu? Đồ đây, Tân này. Đây. L
được, bất tử, được bất tử bộc phát đấy. Ờ, gọi boss rồi này. Phải luôn 3 con. Nhưng một con chỉ có mẹ 3 con à. Yếu hơn, con này yếu hơn con kia. Có cái skin ném điện, giáo dục mà. Có cái skin băng, nó có cái skin băng, tạo băng đất. Không, skin này tạo nó quái. Nó là chết rồi kìa, tao chưa giết con đấy. Còn nó nãy giờ được. Mẹ có cái cung điện, thì mẹ phải đỡ bao nhiêu việc không mẹ. Bạn tôi tha mẹ ăn mẹ luôn rồi, bay vẫn đi. Vừa nói xong mẹ vừa nói dứt lời xong. Thế ở không hồn, tôi ăn đi, tôi đưa vào kìa. Bảo nó để cái cung điện cho tôi, mẹ hiểu mẹ. Ở cái đàn kia tôi đàn để tôi đi. Cái đàn để tôi, vừa nói để tôi xong mẹ bán mẹ luôn. Cái đàn để tôi quá. Nó một cái cung kìa. Có một cái kìa. Trời ơi, cái là nhập được nhiều bắn mấy cái người đấy ạ. Cười cái đôi. Ờ, chắc vui mà. Tay tôi cầm cái kia này vui kêu này. Xong rồi to theo nó bông. Chân nó càng. Thế con boss này sao xong rồi à? Vui kêu đấy. Để tôi đưa cái đạn, để tôi ra cái đạn. Ông ăn cái vang vàng kìa, ông ăn cái vang vàng kìa. Tân, cái vang vàng kìa ăn kìa. Răn nữa đây. Đấy. Đâu, ngon kìa, cái super đâu ngon kìa. Thấy không, nhìn cái đàn bố xét mặt kìa thích không? Không. Mẹ nhìn tôi mặt này trông khỏe đi nè. Mặt sọc đến giờ bót ra. Đi thật. Nghe hai chưa mở mày chết là cái gì chắc kìa. Chết vào được mỏng. Bảy trăm. Mày có bút được 700. Bút đéo như vậy 700 này. Xong kìa. Có rút từ 700 không ạ? Được rồi. Phải là giết được nhiều tiền mà. 700, 333. Đấy đi, thôi tôi ra đây. Đừng để thật ra không chết đấy. Không gọi boss ra thì nó chẳng khỏe.
nhà đấy đầu vẫn lead. Xong rồi nhá, tôi cứu ông đấy. Đánh xong rồi đầu vãi. Cái đấy là cái file mà do mấy cái đấy, thấy mấy cái đấy thì đừng đánh vội, gọi đồng đội ra đánh nhau cùng vậy. Cái đấy nó khỏe lắm ấy. Con rồng đây này. Thôi cứ tiện con rồng ấy. Nhớ rõ, có mấy cái đấy thì đợi đồng đội ra cùng hãy đánh. Chứ được kiểu đừng đánh solo, đánh solo sẽ chết lắm. Sao biết được mấy em đang ngồi gì nhỉ? Anh dòng giữ tôi không ạ? Để cay rồi. Không, anh tao giữ rồi nó tao dùng mà. Có, chưa nhặt thế. Cái gì đây? Tao nhớ chữ chứ không mà bóc rồi. Bóc bóc này cơ, bóc bóc này cơ. Biết, cùng từ đôi. Ho, chứ gì đâu. Đấy. À, biết sai rồi đọc rồi. Chứ đi. Biết hồi máu. Khỏe. Khỏe. Không được, cái này tôi cầm cũng được. Cái ngon thôi. Ra mà đổi. Đâu chứ, à, Vinh ấy. Vinh, Vinh ấy thật. Đấy. Ok. Không còn chết được. Ui. Hừ. Đừng xuống không ạ? Ngon đấy. Mấy mẹ cũng đang đi đà thôi được. Là hai cái đàn cơ mà. Ừ, ba cái đàn. Đây con ghế này, con ghế xui này, ngon hả? Không, không bình được vậy. Không bình hả? Bình được cái hên xui. À đây đó. À đây đây. Đó là chỗ của tôi đây. Ôi, từ từ, đây cái lưới. Vinh lại đứng đây, Vinh lại đứng đây. Có Vinh ở đâu đâu? Vinh ở gần đấy được, Vinh ở đấy được, không biết từ nào. Đây là đây. Cái đấy không mở lần đâu. Cái mở lần đó. Ô, mở lần mở lần. Tưởng sao em mở được nhiều lần nhưng mà có lần mở với cả lên giá. Đây đây. Mở 3 hòm, mở 3 lần không ra được cái gì ấy. Okay. Đây có này. 4 lần không ra được cái gì ấy. Tôi mở lần thứ 3, thứ 4 lần ra cái hộp súng. Đây là cái ukulele nữa, ngon rồi ấy. Đây có cái nữa này. Tiền nhiều rồi là gì? Thì chấp tiền, tôi mở gần hết rồi. Tôi còn 2.500 tiền. Không mở đấy, tôi mở đấy. Mở hết tài rồi không? Mở được 2 lần mà, hai người mở khác nhau được mà. Đâu như giữa. Đâu nào, đâu à? Đây. Bình, 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 bình ấy. Bình khỏi rồi, từ từ. Cái kia nữa tôi mở hết tôi vẫn mở được mà. Đâu đâu, dẫn tôi đến đây. Cũng không biết đâu mà. Thế à? Ờ, ok, học rồi ạ. Cái thằng luôn ạ, à, vãi kích. Cái này yếu mà. Đây, đây, đây này. Thấy chưa? Đâu, chưa, đứng lên đây.
À mẹ tôi gửi máu, tôi gửi máu cho ông được đấy. Tôi gửi đồ máu cho ông được. Đâu? À mở rồi, thấy mở rồi. Chết mẹ rồi. Sửa góc item. Sửa góc item này. Sắp cái gì cơ? Tìm teleport đi. Đi được rồi. Đồ khỏe đi được rồi đấy. Tân này còn đồ chưa? Có equipment chưa? Có cái... tôi có rồi, tôi có cái... có cái sửa góc item này, có gì không dùng đến bỏ đi vậy? Không ơi. Đấy bây giờ các cái tầm là để nó ông về sau để cái đổi đồ nó tiện cái đấy hơn. Không đổi luôn mà, đổi vứt cái đồ mình không dùng đi thành cái đồ khác rồi. Ừ, nhưng nó đổi đồ gì, nó cái gì? Đấy là đi. À, cái là nó scrap là nó bỏ đi, nó cho thành cái khác. Ừ, nó đúng mà. Không để cho đồ va vẩn đấy, nó cho một đồ va vẩn, cái đấy sẽ ưu tiên để mà khi đổi đồ. Hiểu không? Tôi nhiều tiền có bao nhiêu làm gì? Scrap được scrap, scrap không ngon đâu. Kiếm tôi cái... à, đây là không kiếm, kiếm cái gì thì làm tôi hết tiền đấy. Ôi đấy mẹ, dừa người luôn ạ. Chịu nhá, xin lỗi. Chịu tôi lấy đi đấy. Đứa thẳng người luôn, chịu rồi. Chịu. Tôi biết đủ cái lê rồi, tôi 3-4 cái lê được rồi. 1-2 cái đủ rồi mà, có gì nhiều đâu. 3 cái thừa mẹ ơi. Đây, cho em có cái đây. À, cho em để thử nhân phẩm. Thôi tìm cái đi tao này. Để mình bò à. Mình tìm mấy tiền nhảy được cái gì vậy? Tôi chưa mở. Không xong rồi. À được, tính kính, được tính kính. Rồi. Chưa được mở, đợi tí nó hồi ạ. Thôi tìm họ mấy, tôi tìm họ, tôi tìm cửa nhá. Đi lâu quá. Mấy có thấy cửa đâu không? Tân, mấy có thấy cửa đâu không? Chẳng nhớ nữa. Cửa teleport đâu nhỉ? Đang tìm này. Chẳng nhớ ở đâu nữa. Biết là chẳng nhớ là ý chẳng nhớ là đã mở rồi chưa là cậu thì bao đó ờ chẳng nhớ là đã thấy rồi chưa là chẳng ngon kìa ngon đấy. Thấy thì bên kia từ ra luôn nhá, từ ra luôn nhá. Đây. Đâu, bình. Đấy. Đây, đằng này. Tôi sang quá chỉ bình được thế thôi. Bình lại đi. Sao bắt được tí, bắt được không? Sao đến rồi? Tôi đây nè. Cái chỗ của tôi, đây của chỗ ngồi đây. Hôm nay bay cao được cái lợi quá anh. Tìm đồ thích quá. Đây, cái phẩm gì ạ? Phẩm đấy là ngoài qua. 6.000 tiền liền. Thật ra chỗ ông chỉ mình đéo thấy đâu nhỉ? Cú phát 1.000 tiền ạ, à, mấy cái đái. Cái ngon đấy, cái ngon đấy. Có mấy cái rồi. Thế tao để cho tôi cái, tao để thôi. Thế tôi cần.
thấy á? Thấy không thấy? Gì á? Gì mẹ? Ở đâu ấy? Lên cao lại. Đấy ở đây mà. Bên này, bên này, bên này. Ở đó phải, đó phải, đó phải. Hết lồn được à? Nhìn xa giống hết lồn, gần vào thì đó phải. Đứng xa nhìn giống hết luôn. Được rồi, đi cả. Đó thấy cửa là hơi phiền đấy. Đây, tôi bên cao. Thấp thì đấy thì thấp. Đây thì cái chỗ đặt được thì thấp được xuống thêm. Em sẽ đủ khó cao nhất rồi đấy mà vẫn chưa tìm cửa đâu. Ở dưới kia. Đang ở dưới tìm rồi. Có. Dưới có. Có. Dưới cũng không có. Tạm kinh tiền. Tám cái tiền cháy nghĩa gì rồi? Ok, tám cái tiền cháy nghĩa gì ở cái khung điểm cửa? Tiền nhiều làm gì? Cái không đi được, không tiêu được, không đi được. Ở dưới có không? Vậy ở dưới có. Đi lại một vòng, ông thì bay trên trời, tôi chạy nhảy dưới xem có không. Bay là tà tà, nó bay là tà tà. Chạy chỗ này phải 2-3 vòng rồi đấy. Cái chỗ này giống vãi chú đúng ấy, tôi bảo ấy, giống vãi luôn, sự kéo sao đây không phải. Cái bệ đáng thì giống hết luôn, chứ khác không, có chỗ được mở rồi. Không phải, không phải. Có soi kỹ lắm rồi, một góc nào không tìm thấy. Chắc mình biết ở đâu thôi, hai thằng biết cái gì vậy không? Cái hòm thì mẹ vứt cái đáy mà nhìn thấy cũng là thẳng đến cửa. Tao thấy thật rồi mẹ. Vô lý vậy luôn. Nó chạy dưới rồi đấy.
Đây đây đây. Ở đây đây. Alo. Đây. Giờ đâu vậy? Sao chỗ đấy mà không nhìn thấy vậy? Vô lý hay luôn. Ở chỗ khác rồi mình bị tưởng hả? Ờ là đúng rồi. Nào đâu không thấy. Mở ra mở ra. Mày bắt được con lồn đi. Lạ rồi. Đừng khỏe, đừng khỏe khỏe rồi đấy. Tầm tương đối cao. Đừng ra mẹ rồi. Thế tôi hack không ạ? Tôi tầm này tôi hack không ạ? Không á? Tôi đi cao thì không gì tôi đâu. Tôi đéo không là gì tôi à? Còn ngã dưới đéo hiểu. Hất không? Tôi bị ngã rồi. Chuyển hất rồi. Phải biết không? Tiền này mỗi thằng cầm một cái đi cái tân này. Tiền đấy chẳng nào quan trọng à? Tôi rồi bắn nhanh vẫn đi. Đi đến sao không có ba lá trên đầu ạ? Tự nhiên muốn tạo hình gì thế? Không như con tôi này trông dị kém béo rồi. Có cái lửa lửa đéo đít rồi. Ở lại nốt này, anh kia nốt này ở tầng này. Chụp lại. Ông làm drone vẫn đi thế mẹ. Mà chết rồi kìa, được drone chết rồi kìa. Không ra tôi còn drone hồi máu đây, tôi còn drone hồi máu đây. Mẹ tôi gửi được drone, tôi gửi được drone hồi máu. Thế sao lại chết vậy? Thì bảo nó ao ai nhiều vẫn chết được mà, tôi bảo mà. Chết cả đội của mình ạ, cay thật. Lùi vãi được đúng rồi. Cái là ai? Bắt sao lùi lại vậy? Nhưng mà 12k tiền đúng không ạ? Nếu hiểu tôi đi tìm drone tôi không mua lại tôi không thôi. Kiếm tốt đúng rồi. Đi đi, nào anh đây cũng còn khó cho gói lần đâu. Tôi 7.000 tiền này, các đéo đâu. Đi đi, đi kiếm tốt đi. Đi kiếm tốt đuôi. Hello, này, đưa tiền đi. Mình tôi mở hết rồi sao ấy, mình tôi gặp mở hết rồi. Sao mở hết rồi? Trừ mấy con gắt được những chỗ qua thì tôi mở hết. Hết rồi, đi. Thế nào đi bàn sau được mà. Có mỗi một con thì phải cần gãy cái mình nó. Chứ còn con drone đi cho tôi. Không chết, còn con đi rồi, còn đi nhanh nữa. Đi. Đi đi. Đi rồi, đi rồi. Cuối này. Mình chậm theo kịp drone được. Để chạy cái bàn, nhìn rồi chạy. Tôi bố cái sừng, bố cái chân đấy, nhưng con này chạy chậm sẵn rồi. Không có ông nhìn, ông nhìn bao nhiêu cái chân kìa. 4, như tôi. Đâu, tôi còn còn cắn nước ông ơi, tôi còn cả 2 cắn nước kìa. Cắn được cái gì? 2 cắn nước kìa, 2 cắn nước tăng tốc độ chạy mà. Ấn control đấy, ấn control để tăng tốc độ chạy ấy. Tôi ấn xin không ạ? Ấn control nó tăng tốc độ chạy được mà. Tôi ấn xin không ạ? Tôi đổi phí lên ship rồi. Thế này là được. Nghe hiểu ấn control tốc độ chạy nghe sai sai. Vì thường ai dùng ship để chạy nhanh là chẳng ai dùng ship. Nó tăng gồm nên chả để ý không? Ủa sao tôi bắn cái đéo gì đấy? Tôi bắn cái gì? Mới không ạ? Tôi bắn cái game mới rồi, bắn cái xét xét lần trước đấy. Đi thẳng lên trên là bắn cuối còn nào, không cần đi qua. Ủa, tôi nhặt được cái đồ gì ý?
tôi muốn phát được này đấy, xong quét phát được 12 luôn này đấy, xin vãi luôn. Bạn này không có đồ mấy đâu, không có đồ đâu, đi thôi, chẳng cần cấy cái gì cả. Cái level cổng bên kia, bên trái bên phải hai cổng này, ra bên này chứ kìa, qua được không? Con đường nó coi lâu rồi, đi lên cửa bay. Được, qua đấy. Không teleport sáng, không teleport sáng. Teleport là gì? Tao gì teleport rồi? Không có biến mà. Tớ đang chạy ra nhanh ấy, tớ này không có chia nhau không? Ông đủ khỏe không? Chia nhau ra mà làm. Tôi làm cái bên này, làm cái bên kia. Xong biến nó phát ra luôn rồi mà, sao phải đi vòng? Mở cái vòng còn lại đi Tân ơi, tôi mở xong cái vòng rồi. Thế bên cạnh ông ấy, anh cạnh ông có một cái mở đi. Chết ạ. Chết. Đây cái đống lửa xanh đau quá. Mình tôi đã bé với rồi. Còn cái game yếu. Bạn bắn 45 máu. Để tôi một cái đam vậy. Thôi một con đam, một cảm giác đéo xì nhê. Còn ông phải là con đam rốt của ông. Cái đam rốt không có cái đam bao lông. Còn ông phải được mỗi đam bao e cả, có cái skin giết được quái ấy.
Đây có một cổng ở đâu nhỉ? Nhà bên kia rồi. Bên kia kìa. Đi chết. Nó ra đây. Vào vào đây tên này. Ok, nữa ở đâu nhỉ? Đây đang lấy ai? Để dưới lên này. Để có cái đạn dưới để nhảy lên trên được. Đi tắt được à? Thế. Có cái ẩy vào bao chỗ đồng lên bay lên đấy. Ơ, nó tôi bay lên xong rồi bắt tôi xuống. Đéo hiểu. Ra đấy. Vậy đi. Ơ, cái này kín, sao nhỉ? Đứng vào đi vào đi. Ờ, đi vào bay lên đúng không? Xong đi vào đúng không? Được. Đi vào thôi, nó bay lên thì thả người ra thôi. Đấy, bay lên này đấy. Ờ, nhưng kéo đi vào trong được. Đi vào. Ở đây thì kéo đi vào trong được cơ. Vừa đây lại chưa mở cổng. Đấy, chưa mở cổng sáng. Đấy, lại trả lại, xả thủ lại đây. Không boss khác à? Mãi chỉ có boss này à? Nó có boss cuối rồi mà. Không boss mới khác à? Hỏi đéo vậy. Sao đấy nhỉ? Giống như tao nhảy đi kìa. Làm gì tôi? Chào trên cộng lông cơ không ạ? Buồn phải luôn. Đó, cái tên này, thằng Quang này nó chết đấy. Đang là Quang. Băng được chất. Không có chứ, thằng Quang nó chết đấy. Chuyệt mẹ. Rồi đấy. Ông xỉa với máy bay trên nhá, tôi bắn mấy con dưới đất rồi. Hay cái nút mà đau vậy. Mấy con này nó mong được ạ. Anh không có mắc được cái này. Đã mắc được, anh.
đánh nó dễ còn hơn đấy. Bắn cái nó trời. Rồi nó trời rồi. Đau rồi. Nó lấy tôi còn nó băng được. Băng đây, nó băng đây. Xong rồi, xong rồi. Băng nó rồi, chết đấy. Ông nó băng nó còn đấy là nó chết đấy. Băng này rồi chết đấy. Vãi đâu nhỉ? Nó còn vãi đâu? À đây con này. Băng con này đi, băng con này. Chết mẹ rồi con. Ơ ông đấu nhỉ, tôi vừa bút mỏ mỏi quá. Chết trời. Đi chơi đây thôi. Đâu quá. Rồi. Có thể gặp khắc tinh rồi không ạ? Gặp tôi bình nghiêm chứ ngày. Thế cứ chờ nó băng gần cuối nhá. Có thể nó khổ quá luôn. Địt mẹ tôi chết mẹ rồi. À đâu, có bất tử, có bất tử, mày có bất tử gì? Đéo như thế đâu mẹ. Không chạy vào lĩnh tư không ạ? Khổ thật không bất tử. Tới rồi đấy. Ui. Băng rồi, băng rồi. Bé ơi, đi tiện không được. Nó đâu rồi? Để nó băng rồi, băng rồi, đúng rồi, chết đấy. Rồi. Rồi. Xa ra mẹ nhìn nó còn phía cuối nào. Ờ mẹ đổ hết rồi. Phía cuối nó phải nó ăn đồ mình. Sao đi ăn đồ cái nhỉ? Ờ mẹ, không tính đã lộn. Tôi có đồ đây. Nó trả tôi một đồ đây. Càng bắn nó càng dây đồ mà, càng bắn nó càng dây đồ mà. Nó đâu rồi? Băng lên, băng lên tân rồi. Rồi chết mẹ rồi. Giờ thì chúc may mắn nha bạn tôi. Còn gì nữa? Đó, bây giờ tìm đường thoát ở đây rồi. Bây giờ thì chạy về chỗ cũ bạn ơi, trong 3 phút đấy. Bạn đã bị bạn tạm biệt cái bạn tôi. Tao biết là thằng này sống. Đường xuống đường nào nhỉ? Vậy từ xem đường xuống à. Đó, ra đây bỏ quái nhá, bỏ qua quái nhá, đi thẳng thôi. Thế đường đéo gì ra nhỉ? Đường đéo qua nhỉ? Thì có đường qua, có đường qua. Thế mấy cái cục, mấy cái tròn tròn kia. Đi vào xem, đi vào đoán thử xem. Được không? Đâm vào cái tròn tròn em. Ừ đúng rồi, đâm vào cổng, đâm vào cái tròn tròn đấy. Lửa. Về đường nào nhỉ? Chào biết. Hướng lại. Hướng kia, thấy không? Thấy 900 mét không? Thấy 900 mét không? Thấy không? May quá mình tốc độ chạy nhanh. Nếu lách với quả cầu kia ra ấy mẹ. Lách vào cầu ra không nó tu đấy. Còn 600 mét nữa rồi đến rồi. 300 mét rồi. Chạy nhanh cái gì? Tôi sẽ lại gần hơn không? Tôi bay đúng hướng luôn. Đây, đây tôi ngược hướng. 200 mét. Được rồi. Rồi, đợi tôi đến rồi. 100 mét. Đứng đây để nó sạc rồi không? Để nhau quanh đây sạc sạc xong là thoát rồi.
Nhưng nó nốc cái phê cuối con này đi sao ấy. Phê cuối trước thì nhiều khỏe không? Đấy ok, phê 3 thì thỉnh thoảng vẫn một phát ra one shot lại cay với gì. Đi được cái cửa đó đi đi. Tân ơi về vào cổng đi ông, vào cổng để sạc cái nhá. Sau mấy giây mà ông đi về 75% này. Tôi đứng ngoài mà. Ông về đây gì có ấy. Tôi đứng ngoài 75% mà. Tôi đứng thì có. Ông đứng ngoài đang đứng... đâu. Tôi đứng trong mà. Đây bây giờ thì ông về. Rồi đấy. Chui trong hay là đứng gần mà. Xem thử clip mà xem. Boss đấy xong rồi mình phải chơi chế độ khó hơn. Khó hơn khó với lì, skip đi. Xếp đam hả? Xếp đam nào, tôi kill được 685 đấy, ông kill được. Vậy đây ông là queen ít thế tần. Tôi giết mấy đâu, tôi có đam mấy, còn đây chẳng có đam mấy. Tôi kill được, tôi kill được 685 này, ông kill được 280 này. Minion là con gì nhỉ? Minion là boss đấy, ông giết boss nhiều hơn thôi. Tôi gây được 1 triệu đam, ông gây được 487.000 đam. Con ông một cái bất tử, con ông một cái giết ngoài luôn, ngon vẫn lên xịn vẫn lên. Còn tôi gây gấp đôi ai tầm bồng. Tôi gây được. Yeah.